Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Thành đô Vlog. Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành đô Vlog thì vui lòng ủng hộ kênh Thành đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành đô Vlog đăng tải video lên các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành đô Vlog. Rồi, bây giờ mời các em mở sách và bài tập Khoa học lớp 4, bài 17 Phòng tránh tai nạn đuối nước. Bài tập số 1 quan sát các hình trang 36, 37 sách châu khoa và hoàn thành bảng sau theo mẫu. Ở đây chúng ta có các hình 1, 2, 3, 4, 5. Nội dung của từng hình nên thực hiện hay là không, không nên thực hiện. Thì bây giờ mời các em mở sách giáo khoa trang 36, 37. Chúng ta quan sát hình số 1. Nội dung của hình số 1 là các em thấy là có hai bạn đang chơi đùa cạnh nhau. Một bạn thì đang nghịch nước cạnh nhau. Như vậy, việc làm này của các bạn này là không nên. Bởi vì sao? Hai bạn nô đùa cạnh nhau có thể bị ngã xuống ngheo và dẫn đến tai nạn đuối nước. Một bạn đang nghịch nước cạnh nhau cũng có khả năng bị ngã xuống ngheo và dẫn đến tai nạn đuối nước. Như vậy việc làm này là không nên. Rồi tiếp theo là hình số 2. Hình số 2 người ta vẽ lại một cái giếng thành giếng xây cao và có nắp đậy. Thì ở đây đối với giếng chúng ta nên xây thành giếng cao và có nắp đậy. Để tránh trường hợp các em nhỏ có thể vì lý do tò mò xem ở dưới giếng có gì ra ngó hay là nô đùa với nhau cạnh cạnh giếng dẫn đến có thể bị ngã xuống giếng và bị tai nạn đuối nước. Như vậy, việc xây thành giếng cao và có nắp đậy là việc nên nào? Bức tranh số 3. Nội dung của bức tranh số 3 là hai bạn học sinh đang nghịch nước khi ngồi trên thuyền. Tay bạn này bạn ấy đưa tay xuống để bạn ấy nghịch nước này bạn này còn nghịch hơn là bạn ấy đưa hẳn chân xuống bạn ấy khuấy nước này như vậy việc làm này là việc làm không nên bởi vì có thể là các bạn này sẽ bị ngã xuống ngã xuống nước và bị tai nạn đuối nước rồi tiếp theo là hình số 4 nội dung của bức hình này là các bạn đang bơi ở à, bể bơi đông người và có phao thì bơi ở bể bơi thứ nhất là có phao giúp các bạn là phòng tránh được tai nạn đuối nước và đặc biệt là đông người thì khi có xảy ra sự cố gì chuột rút hay là có xảy ra một sự cố gì đi chăng nữa thì sẽ có người hỗ trợ như vậy việc các bạn bơi ở bể bơi đông người và có phao là việc nên làm rồi tiếp theo là hình số 5 các bạn nhỏ này đang bơi ở ven bờ biển Có phao và người lớn theo dõi Thì khi chúng ta theo bố mẹ Hay là người thân đi tắm biển Chúng ta còn bé thì chỉ nên bơi ở gần bờ Và nhớ là phải có áo phao Và đặc biệt là phải có người lớn theo dõi Rồi việc làm này là nên làm Rồi như vậy chúng ta sẽ hoàn thành bảng này như sau. Hình số 1 như phân tích ở trên. Nội dung hình số 1 là hai bạn đang chơi đùa cạnh nhau, một bạn đang nghịch nước cạnh nhau. Thì việc làm này là không nên thực hiện. Bức tranh số 2. Vẽ lại một cái giếng thành giếng xây cao có nắp đậy. Thì việc thành giếng xây cao và có nắp đậy là việc nên thực hiện tránh các bạn nhỏ tò mò ra ngó xem ở dưới giếng có gì hay là các bạn nhỏ vô tình nô đùa rượt đuổi nhau và có thể bị ngã xuống giếng dẫn đến tai nạn đuối nước rồi bức hình số 3 là hai học sinh đang nghịch nước khi ngồi trên thuyền thì việc làm này là không nên thực hiện tránh trường hợp là bị xảy ra có thể xảy ra là các bạn bị ngã xuống dưới nước và dẫn đến tai nạn đuối nước. Bức hình số 4 có nội dung là các bạn đang bơi ở bể bơi đông người có phao thì việc làm này là chúng ta nên làm. Thứ nhất là có áo phao an toàn cho các em khi các em bơi ở bể bơi và nơi đông người thì giả sử có xảy ra chuyện gì chăng nữa thì chúng ta có người đến cứu hộ. Rồi bức hình số 5 các bạn đang bơi ở ven bờ biển có phao và người lớn theo dõi thì việc làm này là nên làm. Như phân tích ở trên thì các bạn thứ nhất là khi tắm biển chúng ta nên tắm ở ven bờ biển và có áo phao. Trường hợp chúng ta bị sóng lớn đẩy ra xa thì chúng ta thứ nhất là chúng ta có áo phao này và có người lớn theo dõi thì sẽ cứu hộ kịp thời. Rồi tiếp theo là bài tập số 2, viết chữ D vào ô trống trước câu đúng và chữ S vào ô trống trước câu sai. Chơi đùa gần hồ, ao sông suối. Đúng hay sai? Sai. Bởi vì chúng ta chơi đùa gần hồ, ao sông suối có thể bị trượt chân, ngã xuống hồ, ao hoặc sông hoặc suối dẫn đến tai nạn đuối nước rồi giếng nước cần phải xây thành cao có nắp đậy ý này là đúng bởi vì tránh trường hợp các em nhỏ tò mò ra ngó xuống xem dưới giếng có gì hay là các em nhỏ rượt đuổi nhau có thể bị trượt chân và ngã xuống giếng nếu thành giếng không được xây cao và có nắp đậy rồi chung vại bể nước cũng phải có nắp đậy là đúng chấp hành tốt các quy định về an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy là đúng không nội qua suối khi trời mưa nũ rông bão là đúng tránh trường hợp chúng ta bị nũ cuốn đi trời mưa to gió lớn đẩy chúng ta ngã xuống suối và nước cuốn đi rồi tiếp theo em sang bài tập số 3 khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng cần tránh làm gì khi đi bơi ở à, bể bơi. A là tuân thủ các quy định của bể bơi. Tuân thủ các quy định của bể bơi là việc nên làm chứ không phải là nên tránh. B nhỏ tắm sạch trước khi bơi. Tắm sạch trước khi bơi thì cũng là điều tốt nên làm, không nên tránh. Để làm sao để chúng ta giữ vệ sinh chung của của bể bơi? xuống nước bơi khi đang ra mồ hôi việc này là nên tránh này vì sao bởi vì chúng ta người đang đổ mồ hôi mà xuống nước tắm là rất dễ bị cảm và khi bị cảm là trường hợp là các em có thể là bị đuối sức và có thể bị đuối nước hoặc là về nhà bị cảm sốt rồi đây nhỏ trước khi xuống nước phải tập vận động trước khi xuống nước phải tập vận động để cơ thể khỏe này thứ hai là tránh bị chuột rút này việc làm này là nên làm chứ không phải là nên tránh rồi ở đây các em chỉ tránh xuống nước khi đang ra mồ hôi thôi em chọn ic bốn nhỏ tại sao chỉ nên đi bơi hoặc tập bơi ở nơi có người lớn và phương tiện cứu hộ thì cái này chúng ta ai cũng biết rồi thứ nhất là khi gặp sự cố tai nạn đuối nước thì sẽ nhận được sự giúp đỡ của người lớn. Và khi chúng ta có phương tiện cứu hộ thì khi gặp sự cố cũng có phương tiện cứu hộ thì chúng ta sẽ an toàn hơn. Như vậy nên đi bơi hoặc tập bơi ở nơi có người lớn và phương tiện cứu hộ vì khi gặp sự cố tai nạn đuối nước sẽ nhận được sự giúp đỡ của người lớn và phương tiện cứu hộ. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video và đừng quên ủng hộ kênh Thành đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành đô Vlog đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành đô Vlog. Và các em có thể ủng hộ kênh Thành đô Vlog hơn nữa bằng cách nhấn vào nút share và nút like. Các em có thể chia sẻ video, chia sẻ kênh Thành đô Vlog cho bạn bè của các em cùng xem, cùng học tập thì mỗi hành động nhỏ của các em chỉ mất vài giây thôi nhưng nó sẽ là rất là có ý nghĩa đối với kênh Thành Đô Vlog như vậy là các em đã ủng hộ kênh Thành Đô Vlog rất là nhiều và nó sẽ là nguồn động lực giúp cho kênh Thành Đô Vlog sản xuất ra được nhiều video hữu ích hơn phục vụ cho các em trong quá trình học tập Rồi, Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo Chúc các em học tốt